Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục quay cảnh mấy con khỉ ở trên núi khỉ V3 ha. Cái núi nó là cái núi lớn ở thành phố Vũng Tàu các bạn. Có mấy con khỉ. Nó nằm ở trên con đường V3 cho nên gọi là núi khỉ V3. Bữa nay người ta cho mấy con khỉ nó ăn kẹo. Mình quay mấy con khỉ ăn kẹo cho các bạn xem nha.